Rồi, biểu thức số 1. Rồi, thầy muốn nghe ý tưởng giải quyết vấn đề. Số 1, cách làm. Bài 1. Dạ là Thôi để thầy tôi bóc đạo bóc 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 riêng ra luôn đi nha, cho dễ nhìn cái. Rồi, đạo hàm. Rồi, nói đi thầy nè. nghe. Dạ đạo hàm y Rồi. là Chơi. sẽ là y phẩy Ừ. bằng 3x bình Tốt. trừ 3. Chấp nhận. Giờ ta làm lách cho nó nhanh thì xét y phẩy bằng không. Không Vậy ta bằng giải ra được nghiệm, nghiệm ra nhiêu? dạ x bằng 1. Ra nghiệm nhiêu chứ? X bằng 1 này. Một nghiệm à? Dạ trừ 1 nữa này. À, vậy ra nghiệm là cộng trừ Cộng một. trừ 1. Dạ. Thì cái này lý do là thầy muốn các bạn một điều nè, gán tập đi, những cái bài này nó không quá khó, những con số nó dễ lắm, cố luyện tập để nhẩm sang ra những cái nghiệm nó nhanh hơn. Nhẩm là do các bạn tự nhẩm, làm là do các bạn tự làm, đừng làm trên công sức của người khác thì các bạn sẽ giỏi, tôi hứa luôn á. Tại đơn giản ngày xưa tôi được sống bằng cách nào, tôi đang cố để chỉ các bạn bằng cái cách đó. Tôi không dám nói rằng tôi nhất bây giờ, cũng không dám nói là hơn được ai, nhưng tôi thấy là tốt với cách đó thì muốn truyền tải đây cho các bạn tập nhẩm mấy cái này cho nó lẹ. Rồi do ta đang làm trắc nghiệm nữa nên ta sẽ load làm sao cho nó lẹ luôn, viết lách luôn, trừ một một nghiệm không không đó, y phẩy x cho nó lẹ. Rồi giấu làm sao? Số 1. Dạ là cộng trừ cộng này. Rồi cộng trừ cộng. Còn chuyện này bạn nào cảm thấy không ổn không hiểu chốt đưa tay với thầy chỉ nha, chủ động học vô. Rồi dấu thì làm quá nhiều lần rồi, vậy đề hỏi nghịch biến vậy chốt vô đâu? Dạ là trừ 1 tới 1. Rồi chấp nhận trường hợp với một. Rồi cảm ơn số 1. Bạn nào không hiểu thì chủ động đưa tay nha. Rồi bồi. Và do ta học với tốc độ hơi khá khá lên và đông, nên khi thầy kêu cái gì trong nhóm cũng có vài bạn nghỉ hoặc là đang ăn mì gì đó. Thí dụ giả sử tôi kêu 35, ví dụ thôi ha, và tôi không nghe trả lời. 35 lần thứ nhất không có, 35 lần thứ hai không có, thì tôi sẽ chốt coi như bữa đó bạn 35 không có học. Ổn không? Đơn giản lắm. Rồi còn chuyện mà mở clip, tôi sẽ có những yêu cầu giống như các bạn phải mở lên coi làm lại, thì bạn 35 tôi sẽ có cách để xử lý riêng. Các bạn có thể vì lý do là mic hư hay mạng lắc gì đó, các bạn phải chủ động nói với thầy trước. Nhớ ha. Rồi chứ không lẽ giờ ngồi chờ hoài 35 35 hoài mà một hồi không trả lời thì tôi mới coi lại danh sách hoặc là coi lại, thì đó nó mất rất nhiều thời gian của người khác. Rồi các bạn học nhóm đông nên có ý thức chung cho cả nhóm nha. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi tiếp theo câu số 2. Hoặc bài đó cũng có thể dùng máy tính bấm, còn hôm trước có đã giải thích cách bấm rồi ha, nên cái nào cơ bản thì thầy sẽ quyết lẹ thôi chứ không mất thời gian để làm mấy cái câu như này. Số 2. Dạ. Ừ. Câu này làm sao bạn? Dạ, đạo hàm Rồi, là chấp nhận. 6 6 x bình cộng 6 x. Rồi, tốt. Rồi, xét biểu thức này bằng 0. Ra nghiệm là nhiêu? Là trừ 1 với 0. Rồi, chấp nhận. Rồi, về trừ 1, 0, 0, 0. Giấu viết thế nào số 2? Dạ, cộng trừ cộng. Rồi, cộng, trừ, cộng. Đề này cũng hỏi nghịch biến, vậy chốt vô đâu? Dạ, câu B. Rồi, tốt. Cảm ơn số 2. Nhanh đấy, tốc độ khá đấy, cố lên. Rồi, tiếp theo, số 3. Rồi, số 3, kêu số 3 luôn đi. Số 3. Dạ. Ừ, thầy nghe. Rồi, xử lý cái này thế nào? Dạ y phẩy Tốt. Bằng gì? trừ 3x bình cộng 6x. À. Rồi, xét biểu thức này bằng không, kéo theo được điều gì? X bằng 2 với 0. Rồi, chấp nhận x bằng 2, x bằng 0. Rồi, viết nghiệm thế nào? 0 2 Rồi, đây y phẩy không không dấu. trừ cộng trừ. Rồi, trừ cộng trừ. Vậy ở đây để nó hỏi cũng giống vậy, nghịch biến. Câu E. Chốt. Câu A, rồi chấp nhận. Dễ mà ha. Rồi, hôm bữa chỉ có cái xóm 7 thôi, còn giờ nguyên tỉnh Bến Tre với lại cả nước mình phía Nam bị cũng giống vậy. Khỏe rồi ha. Nói chứ gán về sức khỏe nha các bạn. Tình hình thật sự là đang rất căng, nhưng mà mình giờ sức khỏe được tốt, mọi thứ nó cũng không không phải là căng lắm đâu. Rồi, tiếp theo, câu số
4. Rồi số 4 thôi, vậy kêu mình số 4 luôn đi. Số 4 Dạ thôi. Rồi. Rồi, dạ đạo hàm đạo hàm y phải. y phải bằng x bình trừ 4x cộng 3. Tốt. Dạ Rồi, ra xét con nghiệm là này x bằng bằng không. dạ nghiệm là x bằng 3 với bằng 1. Rồi, chấp nhận. Vậy từ hai nghiệm này mày sẽ giấu thế nào số 4? Dạ là cộng trừ cộng. Ủa đấy. Một, ba. Dạ Rồi, cộng trừ cộng. cộng trừ cộng. Thì thực tế khi các bạn làm đủ nhiều, đủ nhanh lên thì cái tốc độ các bạn nó sẽ lên tới tầm này. Rồi, đáp án đồng biến thằng nào? Dạ câu C. Rồi, stop.